tí vậy cả. Chẳng quay tóc nít hát xóm hiền cluôn nè. Hãy chuôi mơ nài nó nếp hôn nè. A thế là chip sẹt hên. A thế thơ vực hát được chuẩn nè. Chẳng chạy tay nè thì chạy vào quên. Mơ mơ kia. Tóc nít nó nếp vực hát tên nè. Thì chạy vào quên ngay. Coi sân mà, tao không đi coi sân mà. Thì đã, coi sân mà. Này, bọn mình sân á, đã chỉ một cha hong thọ thủ bố. Cô đó, bao giờ mẹ chất thay nhỏ thì đa ní. Thọ thủ lạc nông hai rồi bà con thay. Thay trai ní, có bao giờ mẹ chất công tra buổi kê buổi quả thay đa thì đã. Trai, mẹ cha xua cho bọc như môn chân. À thì đã, ai vậy bệnh đó. Nguyên là cả hai người cạnh rồi cạnh. Tai khiêm. Tai khiêm tai scoi đấy. Thì đã, ai vậy máu ai thơ mơ đoạn tóc chất trai hình chân. Chạy bí cái chiếc bật thiên là tin đi. Rưu môi coi xong đây là bó trai hãy xong bán á. Trai, trai ách đò ca nâng oi nạp xây bán hồn. Ôi, trai mà ách đô là ba tế. Thôi còn mình chơi ách đò đô là nạp xây bán á. Ủa tha trai á, bí mới kêu quỳnh hỏi bó hơi. Mà nơi bông thiệt đà, đi hả chỉ là ca mẹ cặp tạm bó bó mày. Hạt anh có bông mà là tôi được cái đây đi riêng ấy. Mà này thì đà, áo ca đi hả mình ách bó bông bí sao bán này. Mình chẳng củi xa như nè. À lấy chốc, chốc dây chớn. Hay ấy của mình thấy trai chim trai đã thì đã. Hai trai cầm ai cả lá chuẩn mùi kia ban đây. Trai ban trong con tra là bắt đặt bên đây mùi kia. Đang thầm thở hai ơi. Kia hồ tả cát rồi bán này thì đã. Bạn biết nó cát vừa thì vô. Hai buổi chậm bữa á. Trai là coi cái thoa đồ quầy tặng đẹp đi. Còn một đây là bao nhiêu người làm đẹp tròn nâng á. Còn thông. Hai vô bên nơi mà thông nâng á. Đã nâng lại một đẹp đẹp bao nhiêu đi. Lứa mới mới trên mắt á như thế mình đâu quên làm chậm tôi bắt chạy bi nhé mình kêu là bị bán chim than tí. Ít có khi nhóm chưa thể chọn khơi một thị đàn chứ. Bên này chúng ta điều cả cho mỗi nơi đó tận là hai. Chúng mình cua na mưa để đi xây trong cả hôm nay thế. Bạn này cứ mình quạt bay nơi đó tận là thế.
thì ra ôn cậu bông phải cho nó tin đi vậy mày có phải cho tao không hàng sao cứ bông chiêu mà mơ hàng tính nữa hết nè ở anh tiêu tài mò thôi cái ở đây cứ nhung tâm tài mò bị tinh can bởi nhung bông chưa nghe à lấy ở anh cho thưa ca cho bông thầu mơ lại xa kha thì mấy sân á cha bông Thiên quay cho Số mấy đại dương có cho chất nghiêng đài Niếng rùi rì Rẹp tế Sẽ nằm nhầm bỏ niếng Đại nà khơi nhớ hỏi Có cô ở trong rộp án Mùi đại dương đại dương bán chụp thì đạp liếm Dương nhà rộng nói chi chồng lại chồng mình tận tình Ní anh Miền này thầm mạnh Cứ dương trong miền này tha A rộng là bỏ dương nhỉ cứ ban cái bót dương là hai nó biết để khi vào tầm biển thì đạp liếm mà dương chứ tận nước mà để cá được đêm biển đi ha mong bị anh sánh mà để cá về hai cái đi anh của bạn tới điểm cá cho mỗi những đoạn nào được hai anh phải được smart cho mỗi đường đi hai cái nông cá cái này cái bỏ anh có mình ai mơ để đi được tới xây ban này ba bên chân anh để không cho mỗi đoạn nào dương được bên ấy mẹ rõ được chi smart smart lắm anh cố tình vừa cho được sắp sẵn ba mình chân tế anh đừng miên bánh hà đòi xa tại cái này gặp bỏ anh vừa chú tự đi đà hay anh đừng khó chú mình đoạn nà thoa mà đà mà nữ sở đây sở lãnh vào đây cứ bởi chặt vào đây hai ca sở lãnh cứ bằng cát bát chỉ ca bởi chặt hai bên đi thì đã có liên luôn tới nông tiền chú mình đừng anh đây bà anh đây thì cần được một đảm bài tiết anh đừng miên bánh hà được không cua xa rồi bỏ anh đi cứ với bà khăn nè vì sao cứ cho mình quạp bay nên bà bốn là bọc xuống nó cua ta bóng lệ đặt ca cho ạ ba mà để trên này tê đôi chi ai dự tục thoa trên bốn bà bốn đâu cơ xong nằm xìa diêm ơn vậy chứ các bạn chỉ cảm chán hai bên này thì đã có liên luôn tới trong tiền cho mình được anh đấy bà anh đây thì cần được phải đặt bài mình biết anh đừng miên bay nhà ha được không cưa xa rồi bỏ anh dưới chân ngon này hát đấy cứ dương mà tuân trên đây chụp vô tầm miên thì đã bán đi nè ta thì đã nổ miên một sáu bài tới ban vừa dương này chơi tận nước liền cứ bèo liền chứ hao chơi được bao dương chơi tận nước chưa chưa một ha thì đã nè cứ chỉ mang này ca đã cứu được tao là bọc nên là sạp tới đâu nhưng đừng mất bị anh sẽ lánh mang này ca khá lắng quên hai anh ta dự thà mang này ca nên bán sạp cho anh ta hà hai niên của khuyên hai vương bên ta đôi chứ nè anh ta sẽ mọc cho mùi nâng rất là nàng đôi xa ta anh bán riêng ca cho mùi đừng nên bán sạp cho bác ta hả nhỉ riêng ca sạp cho bác mẹ còn ta ca riêng ca này cứ đôi xa ta miên ca mà bỏ có bí lục ba nằm mạng bóng mang này ca mà lấy dương mình khai để chìm ở đây rồi tận nát ta sẽ bỏ cái chân đi đi anh vậy sao cứ dương trong vậy tha chết hay nâng bệnh đô là bỏ dương cứ ban sắp để ta mà là cá mà ta hỏi dương đừng tham bên đây dương mình có bây giờ vô rồi tận nát còn ta dương còn bạn anh tham chân bỏ dương mà ở trong mà là cá mà là anh cô để vô chun thằng đã chơi hò cứ thử ấy ấy thằng vô chơi ai vậy ấy này cua dương thấm máu của lưng ăn hú quá này ấy từ canh là bỏ đi kia mới bán đâu ở mệt lúc chiều nay vậy thử giống miên là chụp bài mùi ê mùi ê pi mà mùi ghê dướng từ hồ sập bọ mình đi mình đẹp mùi
đam mê châu thân tiên giúp thật tiên luôn hả dân toàn cảnh đàn quá hồi ê ê từ đâu lúc châu na rồi từ đó nơi chi cái rồng đó nghe cái rồng à chi cái rồng á mẹ như sọ bắn bắn chẳng thích ไทยទីនឹងអីទីដាបរមរៈនោះគឺជាមិត្តប្រុសរបស់ទីដាអូគាត់គ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិធម្មតាតែខ្ញុំហៅទីដាឡើងឡានជួយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងតិចគេគឺខុសចិត្តទៅអត់អីទេហើយថ្ងៃនេះគាត់បានទិញតុក្កតាឲ្យខ្ញុំទៀតអឺបើអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាទំនេរខ្ញុំនាំទីដាទៅកន្លែងរំលឹកតាមព្រំត្មៅពោលថាទីនោះសបោស្វាច្រើនណាស់ ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់តុក្កតាខ្ញុំមានបានថាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្វាណាអូទីដាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់ទីដាហឹងអីអើគឺថារាល់ពេលឲ្យតែខ្ញុំឃើញទីដាខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកចម្លែកក្នុងចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងទេនេះព្រោះថាពួកយើងទាំងពីរនាក់ ដូចជាធ្លាប់ខ្ញុំដឹងថាលោកធ្លាប់ជួបវិបត្តិលោកបានបាត់បង់នៅលើលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែលោកត្រូវដឹងថាពេលនេះលោកបានរៀបការហើយហីមែនហើយខ្ញុំក៏ចង់បំភ្លេចរឿងទាំងអស់នេះដែរប៉ុន្តែការកែប្រែស្ថានភាពឲ្យឈប់នឹកនីពីអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះគឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់ពិសេសខ្ញុំមិនគប្បីនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ លោកគាត់តែបំភ្លេចដតកាចោលអស់បើមិនដូច្នេះទេដូចជាអយុធធម៌ចំពោះប្រពន្ធលោកខ្ញុំនឹងព្យាយាមអើយ៉ាងចឹងធីតាថ្ងៃណាត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញអូខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសជប៉ុនវិញមានមិត្តភក្តិប្រមាណអ្នកឯងដែលនឹកខ្ញុំមែនហើយដឹងតែមានអ្នកនឹកធីតាហើយពិសេសគឺមិត្តភក្តិរបស់ធីតាម្នាក់ មិនមែនលោកដឹងថាលោកពិសិដ្ឋនឹងខ្ញុំគេលោកពិសិដ្ឋនោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ធីតាលោកចារ៉ាត់លោកមានប្រពន្ធហើយលោកគួរតែបំភ្លេចគូទៅដឹងលោកចៅលើខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះការពិតទៅគឺខ្ញុំមិនគប្បីជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទេការដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនេះគឺចិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកនាងឯងធ្វើជាមនុស្សកុំរំលឹកគុណដូច្នេះទេវតាមិនដឹងមក